Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2020. Mình có muốn sưu tầm cho các bạn một ít về dòng hồ điệp lá phát tài hay gọi là lá biên nhé các bạn nhé. Những cái cây này chúng ta sưu tầm để chúng ta trồng bây giờ chơi Tết thì cây tất cả là đều có ngòm hết rồi. Đây này. Trước mặt các bạn đó chính là những cây mà hồ điệp lá phát tài này được trồng trong trong cái chậu cốc 2.8 và cây có ít nhất phải có 3 cặp lá trở lên nhé các bạn nhé. Cây có 3 cặp lá và cây nào cũng vậy là có hai ngầu 3 cặp lá và lá không có bị lỗi, rễ khỏe mạnh xanh như các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ tìm cho các bạn những cây nào nó rễ còn sát chút xíu. Cái dòng này thì có rất là nhiều người yêu thích bởi vì là cái cây mang tính chất là phong thủy, mình thì mình không có chơi phong thủy. Nhưng mà nhiều người ta thích rằng là cái lá phát tài này mang vào nhà nó rước lộc. Các bạn để ý ký giúp mình nhé. Cái cây này là cốc 2.8 và các bạn bỏ 2 phần 3 giỡn này ra giúp mình này nhé. Mình chỉ để lại 1 phần 3 giỡn thôi, xong đó chúng ta sang chậu. Có thể là các bạn sang chậu đất lung hoặc là chậu gỗ hoặc là chậu sành sứ cũng được. Ví dụ như là mình này, mình sang chậu bằng bằng cái chậu này, chậu mình để bàn làm việc đó. Đây này, thì khi mà trưng xong thì cây nó bung nó tàn thì là mình sẽ mang ra trồng lại. Mình sẽ sang trồng trong cái chậu gỗ. Cái này chỉ để trưng bày thôi chứ không phải để trồng nhé các bạn nhé. Cái này để trưng trưng các trồng khác nhé. Thì một cốc này bên mình bán giá là 100 ngàn một cốc mà chưa bao gồm tính phí vận chuyển. Và nếu các bạn mà mua 5 giò đấy thì là mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Còn dưới 5 giò tiền ship là 40 ngàn các bạn nhé. Cây là mình sẽ bảo hành cho các bạn là cây lá đẹp, không có bị hư hại gì cả và có ít nhất là có hai ngòng trở lên và có 3 cặp lá đó. Còn về mặt bông của em này thì em này có hai màu chủ đạo, đó chính là một màu hồng sọc. Em này có hai màu là màu hồng sọc và màu tím sọc, hai cái màu này mà thôi. Lá phát tài không có hai màu khác, chỉ có ngoài ra hai cái màu này thôi các bạn nhé. Hai ngòng này các bạn này, cái lá phát tài nè, đó rễ xanh nè. Cái thằng này rất là dễ sống, mình cho các bạn tham khảo một chút với cái cây của mình này. Mình trồng cái cây này này, các bạn thấy rễ nó bám ra này này, xanh mướt thế này, đó, đó, rễ bò xanh mướt thế này. Cái dòng này này, cây này xem là được mấy cặp này này, các bạn để ý kỹ nhé. 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá này, không tính lá chân nhé, 1, 2, 3, 4, không tính lá chân này. Đó, cái dòng này các bạn chèn cho mình ít thân củi này, hoặc là vỏ thông nhé. Các bạn cứ tự đấm giúp mình, riêng cái dòng này là hồ điệp. Tuy là hồ điệp nhưng mà em này lại ưa ẩm giống như mãn thiên hồng. Còn đâu cái dòng hồ điệp bình thường thì cái dòng ấy nó không có ưa ẩm nhá. Dòng này các bạn tưới thật là nhiều giúp mình. Thì khi các bạn chăm sóc khỏe mạnh thì cây của nó rất là xôm, nhìn này cái lá nó xòe sang hai bên này, nó không có bị ủ rũ. Cái này các bạn không để dưới ánh sáng trực tiếp mặt trời nhá. Nếu mà để dưới ánh sáng trực tiếp mặt trời nó sẽ bị cháy lá, làm mất cái tính phong thủy ngay, làm mất hết phát tài ngay. Nó rất là dễ. Này các bạn thấy dễ rất là xanh. Đó. Cái dòng này mình để cho em ra bông tự nhiên, mình cũng không có kích gì cả. Đó, mình trồng trong một cái chậu chậu gỗ. Rất là dễ thương ha. Rồi. Quay trở lại với cả những cây của chúng ta. Thì một chậu là mình bán với giá là 100 ngàn một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Các bạn chỉ cần mua vài chậu chúng ta về chúng ta trồng chơi thôi, trồng chăm mang tính chất là nhà mình cũng có phát tài giống như nhà người ta ha. 3 cặp lá trở lên này, hai ngồng này. Giá 100 ngàn một cốc nhé. Và mình thì mình sẽ ship toàn quốc. Và khi các bạn nhận hàng các bạn cứ kiểm tra hàng thoải mái, đẹp thì lấy, xấu gửi về, không cần chuyển tiền trước. Đó chính là những cái ưu tiên của bên kênh của mình. Rất là dễ ha. Em lại cũng thế này, em cũng hai ngồng luôn này các bạn này. Đó, mình trưng để bàn làm việc, khi nào tàn mình sẽ trồng lại. Chậu này là chậu để trưng. Thì rất là đẹp. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.